Mi MIX Alpha vừa ra mắt bị chê tơi tả, ra mắt cuối tháng 9 vừa qua, Mi MIX Alpha khiến người dùng kinh ngạc bởi thiết kế mới, màn hình chiếm gần trọn toàn bộ bề mặt thân máy. Mi MIX Alpha cũng được công bố với một cấu hình ấn tượng gồm chip Snapdragon 855+, bộ nhớ trong UFS 3.0, sạc nhanh 40W, hỗ trợ mạng 5G. Đặc biệt, chiếc smartphone này được trang bị camera có độ phân giải lên tới 108 megapixel do Samsung sản xuất. Thế nhưng các bức ảnh được chụp bằng Mi Mix Alpha vừa được đăng tải trên trạng mạng Weibo của Trung Quốc lại khiến người dùng thất vọng. Được biết, những bức ảnh này được chia sẻ bởi ông Su Ji giám đốc tài chính của Xiaomi, chụp khung cảnh buổi lễ duyệt binh mừng ngày Quốc khánh Trung Quốc trên quảng trường Thiên An Môn vào ngày mùng 1 tháng 10 vừa qua. Trang tin công nghệ Gizmo China nhận định, những bức ảnh này chứng tỏ camera không phải là một điểm mạnh của Mi Mix Alpha. Ảnh chụp không có gì ấn tượng. Mi Mix Alpha đang giữ kỷ lục là smartphone đầu tiên trên thế giới được trang bị camera có độ phân giải hơn 100 megapixel. Nó sử dụng cảm biến Bright HMX 108 megapixel do Samsung nghiên cứu và sản xuất. Kích thước cảm biến lớn của Mi Mix Alpha cho phép nó thu được nhiều ánh sáng hơn so với các cảm biến nhỏ hơn để tạo ra bức ảnh sắc nét với nhiều chi tiết phong phú, ngay cả trong điều kiện thiếu sáng. Nhờ công nghệ pixel binning, gộp 4 điểm ảnh nhỏ thành một điểm ảnh lớn hơn, có thể thấy các bức ảnh chụp bởi CEO Chiu trông hơi mờ như thể phơi sáng quá cao. Điều này có lẽ do cảm biến 108 megapixel của Mi Mix Alpha có thể hoạt động tốt nhất trong điều kiện ánh sáng yếu và lại không phù hợp ở nơi có ánh sáng mạnh. Tất nhiên, Gizmo China cũng cho rằng với chỉ hai bức ảnh này thì chưa thể khẳng định được khả năng chụp ảnh của Mi Mix Alpha, chiếc smartphone có giá 2.800 đô la Mỹ này.